sau đây công ty Bình Minh sẽ giới thiệu cho các bạn cách buộc dây chống bão vào thanh lẹp dây dắt. Đầu tiên chúng ta gài dây dắt vào thanh lẹp. Khi chúng ta gài zig zag vào thanh lẹp, đến đoạn nào cần buộc dây chống bão thì chúng ta dừng lại buộc dây chống bão. Rồi tiếp tục gài tiếp dính dắt. Vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách buộc dây đè mái vào thanh nẹp dây dắt.